chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Tây Ban Nha bài thứ 35. Tiếp theo với động từ tener, nghĩa là có, chúng ta sẽ học mô tả đôi mắt. Như các bạn thấy đó, người Việt mình đa số là mắt màu đen, nhưng người nước ngoài thì có màu mắt rất đa dạng, từ nâu tới xanh, rồi màu xám, màu đen, vân vân. Eloho là con mắt giống đực. Tuy nhiên chúng ta có hai mắt, nên thông thường người ta sẽ dùng số nhiều, los ojos. Ojo de derecho là mắt phải. Ojo izquierdo là mắt trái. Các bạn hãy ghi chép lại đầy đủ và tập đọc theo nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Los ojos avellanos là mắt màu hạt dẻ hay còn gọi là màu hổ phách. Màu mắt này thay đổi liên tục giữa màu xanh lá cây và màu vàng. Đây là một màu mắt rất đặc biệt của người châu Âu. Khi nói tôi có đôi mắt màu hạt dẻ, chúng ta sẽ nói Yo tengo los ojos avellanos. Verde là màu xanh lá cây. Khi dùng với đôi mắt số nhiều, verdes, chúng ta sẽ có S. Los ojos verdes, đôi mắt màu xanh lá cây. Anh trai của họ có đôi mắt màu xanh lá cây. Su hermano tiene ojos verdes. Tương tự, negro là màu đen. Khi ở số nhiều, negro sẽ có S. Los ojos negros, đôi mắt màu đen. Chúng tôi có đôi mắt màu đen. Tenemos ojos negros. Marrón là màu nâu. Marrones là màu nâu ở số nhiều. Los ojos marrones, đôi mắt màu nâu. Chúng tôi có đôi mắt nâu. Nosotros tenemos los ojos marrones. Los ojos grises là đôi mắt màu xám. Chúng nó hay là họ có đôi mắt màu xám. Ellos tienen los ojos grises. Azul là màu xanh. Azules là màu xanh ở số nhiều. Cô ấy có đôi mắt màu xanh. Ella tiene los ojos azules. Các bạn hãy lắng nghe, đọc lại nhiều lần và làm bài tập ở edumi.vn, nơi có nhiều bài tập đa dạng để nhớ bài nhé. Chúc các bạn vui và hẹn gặp lại! Chương trình được thực hiện bởi Edumi.